Mới đây tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức buổi giới thiệu biểu tượng logo chính thức của cuộc vận động. Đây là hoạt động thuộc nhóm chương trình hỗ trợ nhằm thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi của cộng đồng thuộc danh mục của đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Sau một năm công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, từ tháng 12 năm 2016, để các cá nhân, tổ chức chuyên ngành và người dân góp ý, nhận xét về những tác phẩm được đánh giá cao tại cuộc thi sáng tác biểu tượng cuộc vận động, Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động đã bỏ phiếu bình chọn mẫu biểu tượng chính thức của cuộc vận động. Việc lựa chọn biểu tượng là hoạt động có ý nghĩa, tạo nên những giá trị truyền thông, góp phần xây dựng bộ phận nhận diện hình ảnh xuyên suốt chặng đường tuyên truyền cổ vũ cho cuộc vận động cũng như các chương trình gắn với cuộc vận động, nâng cao hiệu quả truyền thông và đưa cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đến gần hơn với đông đảo người dân.